con người quyết chiến với các vị thần phương Tây. Khi thần sáng tạo Bơ Giam Ơ đối chiến với hỗn độn vũ trụ trưởng không Kỳ Ninh, hai người sẽ cọ sát như thế nào? Tôi lại về rồi. Hoa Hạ Xuyên không giả đấu với Thiên Quốc trận đấu thứ 9. Mời tuyển thủ của cả hai bên vào sân. Trọng tài đại nhân, Thiên Quốc chiến sĩ đang cải tạo bên trong. Chúng tôi yêu cầu hoãn trận đấu 2 tiếng. Chỉ có mấy người thôi à? Xin hỏi bên phía Hoa Hạ có đồng ý không? Chúng tôi không thích mấy cái bình thường. Đừng nói là 2 tiếng, 2 ngày cũng có thể đợi được. Các vị quan trung lão gia, Thiên Quốc vẫn còn chưa chọn xong thí sinh để đi chịu chết. Xin mọi người hãy quay lại sau 2 tiếng nữa. Ngươi ăn nói đàng hoàng chút đi, cẩn thận ta sẽ kiện ngươi vì tội phỉ báng. Lại một thủ thuật khác, Thiên Quốc là đang sợ chiến hay là đang chế tạo siêu cường chiến sĩ? Vừa nhận được truyền âm của Trần Nam, Thiên Mộ đã mất đi cốt lõi của thiên đạo trong vũ trụ thứ nguyên. Cốt lõi là năng lượng của thiên đạo. Nếu như cài đặt lên một vị thần nào đó, không biết sẽ cải tạo ra loại quái vật mạnh mẽ nào. May mắn không phải là lõi thiên đạo của vũ trụ chính, nếu không còn đánh cái búa gì nữa. Vậy cũng rất mạnh rồi, chúng ta phải cử ra một nhân vật cứng rắn. Phần còn lại dường như đều là những nhân vật tàn nhẫn. Không cần phải nói, người vẫn là chọn một người đi. Thánh phụ, thời gian 2 tiếng sắp đến rồi, bên này cải tạo vẫn chưa hoàn thành sao? Đừng dục, ta sắp xong rồi, chờ siêu chiến binh Thiên Quốc xuất hiện, hắn sẽ hủy diệt mọi thứ. Năng lượng ẩn chứa trong lõi thiên đạo quá lớn, rất dễ mất kiểm soát. Con vẫn không khuyên người nên làm thế. Phụ thân, thắng trận đấu tất nhiên là quan trọng. Không cần phải mạo hiểm sự an nguy của Thiên Quốc. Không cần phải nói, nếu như thua trận, Thiên Quốc cũng sẽ bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn. Chúng ta cũng chỉ có thể thử. Ta cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đáng tiếc quy luật cơ thể bị loại trừ trong thế giới này. Thiên đạo lõi đủ bá đạo rồi. Xé nát người xuyên không Hoa Hạ. Đi đi, Jehovah, ngươi đang dạy ta làm việc. Bơ Giam Ơ, chú ý giọng điệu của lời nói của ngươi, là ta cho ngươi sức mạnh đấy. Ồ, vậy thì sao? Sáng tạo thần quang. Tạo vật thần quang. Chờ ta kết thúc trận đấu, ta sẽ đến tiếp quản toàn bộ Thiên Quốc. Chết tiệt, không ngờ lại tạo ra một cái xương ngược. Nhưng mà có rất nhiều cách để đối phó với ngươi. 2 tiếng đã qua, mọi người lên 12 phần tinh thần. Xin mời tuyển thủ hai bên lên sân đấu. Nhất niệm khởi lên, nhất niệm diệt đi. Vạn vật sinh diệt chỉ ở trong một ý niệm của ta. Đây là một vị thần sáng tạo, ở đất nước của họ cũng coi là đại lão. Nhưng trên sân khấu cũng chỉ là tiểu Kami mà thôi. Nhưng mà một khối năng lượng đã được cấy vào cơ thể hắn. Sức mạnh chiến đấu không thể khinh thường. Tiếp theo, xin mời tuyển thủ Hoa Hạ ra sân đấu. Ngộ chung cùng kiếm đạo, chạm thiên hạ địch thủ. Nhát kiếm của ta là điểm cuối của hàng ngàn đường kiếm. Vậy mà lại là hắn. Bởi vì sai sót nên đầu thai nhầm vào hoàng giới. Dùng một người một kiếm đánh tan bầu trời. Cuối cùng trở thành người điều khiển vũ trụ hỗn độn. Đúng vậy, hắn có một vũ trụ. Trận đấu bắt đầu. Ta sẽ cho người biết. Nói nhảm nhiều quá. Trung kỳ kiếm ý. Có vẻ như kết thúc hơi vội vàng, nhưng vé xem không thể hoàn lại. Thắng rồi à? Sư đệ làm tốt lắm. Con khỉ, ngươi đừng nhận bừa người thân, sẽ bị người ta chê cười. Ta không nhận bừa. Kỳ Ninh là đệ tử qua cửa của sư phụ ta. Không tin, lát nữa ngươi hỏi hắn ta. Ta không cảm nhận được khí tức của Bơ Giam Ơ, chắc là chết rồi thì phải. Là báo động giả, Thiên Quốc thực lực cũng chỉ như vậy, vừa ra sân thì bị tiêu diệt. Còn lõi thiên đạo thì sao? Sợ không phải cài đặt nhầm chỗ rồi đấy chứ. Làm sao có thể như vậy? Vừa rồi không phải rất mạnh sao? Bây giờ ngay cả một chiều cũng không chịu nổi. Thua quá xấu mặt rồi. Tưởng phải là Thiên Quốc thắng chứ. Thánh tử, đừng hỏi ta, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng giả vờ nữa, ngươi vẫn đang ở trong võ đài. Toàn bộ võ đài đều có ngươi. Không sai, ta ở khắp mọi nơi. Ngươi ngay cả tư cách chiến đấu với ta cũng không có. Thủ đoạn bẩn thật. Kiếm ra, cắt hư không. Thiên đạo quyền trượng. Hủy diệt. Trung kỳ kiếm chiêu, tiêu diệt.
có một thân thiên đạo lực lượng, nhưng không biết tận dụng hết, thật là lãng phí. Thiên đạo vô sắc tràng. Từ bỏ đi, trước sức mạnh tuyệt đối chống cự chỉ là vô ích. Ta sẽ nghiêm túc. Kiếm ý, phá. Đây là báu vật của thiên đạo, vậy mà bị người chém nát rồi. Thanh kiếm của ta có thể phá vỡ mọi thứ, huống chi một cái quyền trượng nhỏ. Chết tiệt. Lại. Thiên địa lất áp. Thiên triển. Muốn dùng thiên lôi đánh ta, ngươi chẳng qua chỉ là một phương thiên đạo mà thôi. Là ngươi ép ta đó. Thiên đạo cốt lõi. Nhẫn. Đánh kịch liệt quá, thiên địa nơi này đều sắp bị khô nát rồi. Lực lượng họ sử dụng quá lớn, trận chiến này hay thật. Trận pháp bảo vệ đấu trường bị hỏng, lại để cho bọn họ đánh xuống. Thế giới này nhất định sẽ sụp đổ không chừng. Cần chúng ta ra tay ổn định hư không không? Đừng quên, chúng ta là đang ở trên thiên quốc. Hai người đánh nhau mất kiểm soát, lúc này có người còn gấp hơn. Dừng lại! Các người dừng lại đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa. Không gian thiên quốc không chịu nổi loại sức mạnh này đâu. Im mồm, không ai được can thiệp vào trận đấu. Nếu không bổn trọng tài sẽ rút thẻ đỏ ra đấy. Không phải địa bàn của ngươi, tất nhiên ngươi không đau lòng. Sức mạnh này làm sao có thể đủ. Phong thiên tuyệt địa trận. Có thể liên tục đánh tan ta mấy lần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng vậy thì sao? Cốt lõi của thiên đạo có sức mạnh vô tận, có thể liên tục cung cấp cho ta. Vạn sự vạn vật đều có giới hạn. Xem lõi thiên đạo của ngươi có thể có bao nhiêu năng lượng. Kiếm ý tối thượng, quang trảm. Đánh ra hàng trăm triệu nhát kiếm trong chớp mắt, hắn đơn giản là một con quái vật, ngay cả với lõi thiên đạo của ta cũng không thể chịu được. Ta đã đánh tan hết năng lượng trên sân rồi. Ngươi chắc là biết bổn tôn rồi chứ. Nếu đã không thể rút lui, ta sẽ kéo ngươi đi cùng ta. Thiên đạo cốt lõi, nghịch trận. Dừng lại, mau dừng lại cho ta. Ngươi sẽ hủy diệt toàn bộ thiên quốc. Thật là điên rồ. Ta trong miệng ngươi chỉ là một giáo đồ. Thiên quốc có tồn tại hay không không liên quan gì đến ta. Tới đi, Kỳ Ninh. Đã tìm thấy điểm yếu của ngươi. Tấn tới không phải là muốn chết sao? Ta không phục. Thua là thua. Cuộc sống ở đâu ra nếu như người chiến thắng, Hoa Hạ Xuyên không giả. Làn sóng này thật là tự hạ mình xuống. Bao giờ mơ dung nhập với thiên đạo lõi, dường như cũng không mạnh lắm. Có chút sát khí đã to miệng rồi. Cảm giác Kỳ Ninh vẫn còn chưa ra toàn lực. Đối thủ đã nhiệm rồi. Chúng ta lại thắng rồi. Chỉ là hai bên đánh quá nhanh, nhìn cũng không nhìn rõ nữa. Tôi phát hiện ra một vấn đề. Các chiến binh tham gia trận đấu của thiên quốc dần trở nên mạnh hơn. Không biết trận đấu tiếp theo họ sẽ phải ra quái vật gì. Không phải sợ, đội hình chiến binh của chúng ta rất mạnh. Thánh phụ, chúng ta lại thua nữa. Người Xuyên Không Hoa Hạ đã đến cuối điểm đấu. Thiên quốc gặp nguy rồi.